Tám vật đại kỵ tuyệt đối không được mang vào nhà sau Tết, nếu không xui rủi cả đời, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn nhà mình vừa đẹp vừa sang, thấy cái thứ gì hay ho và quý cũng muốn mang về trang trí cho cái căn nhà của mình. Nhưng theo quan niệm phong thủy học, có một số cái vật dù có đẹp và có giá trị đến mấy thì cũng tuyệt đối không nên mang vào nhà, kẻo rước họa vào thân, đen đủi đủ đường. Nếu mà chỉ nhìn bằng mắt và đánh giá bằng cái vẻ bề ngoài ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà lường trước được những điều gì sẽ xảy ra khi nhặt những đồ vật đó lên. Minh chứng hỏi, 10 người nhìn thấy tiền hay là đồ vật có giá trị có nhặt lên hay không thì hầu hết phải đến 9 người trả lời là có. Thứ nhất, nhặt lên vì tò mò, vì lòng tham, vì để bày trong nhà cho đẹp, tốt hơn là muốn trả lại những người đã mất hay là trình báo công an. Dù thế nào thì cũng rất là nguy hiểm, bởi cái điều này nó chỉ mang lại nhiều cái rắc rối và cái vận xui, mà còn có thể là gì, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân nữa. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về danh sách những thứ tuyệt đối không được nhặt lên mang về nhà. Quý vị hãy nhớ kỹ, cẩn trọng, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán. 8 thứ dù cần đến mấy cũng không được nhặt, kẻo rước họa vào thân. 1 là tiền lẻ hoặc là vật dụng cá nhân của người khác. Đi đường thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần thấy tiền rơi hay là những cái đồ dùng rơi rớt trên đường. Nhưng các bạn có biết đó là những cái thứ đại kỵ không được mang vào nhà hay là không? Tất nhiên cũng có cái trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay là tiền bạc ấy, nhưng mà cũng có trường hợp là người ta cố tình bỏ lại những cái thứ đó trên đường để giải hạn hay là giải xui. Người làm rơi ví tiền cũng bị dính cái vận xui khi ta nhặt cái đồ đó của họ, tức là tiếp nhận cái vận xui đó vào người. Hơn nữa, các cụ có câu là gì? Của thiên trả địa. Cái gì không phải là của mình, do mình làm ra, thì dù có nhận được cũng sẽ mất sớm mà chúng ta không thể giữ được. Khi ấy, nếu các bạn đem thứ đó về nhà thì cũng đang là rước cái điều xui xẻo vào nhà mà bản thân mình không biết. Đó là một trong những cái vật không nên mang vào nhà mà quý vị phải cần biết. Đặc biệt, có những trường hợp không ai biết được là có người đang thực hiện cái thủ đoạn lừa đảo. Họ sẽ giả vờ đánh rơi tiền hay là rơi ví, phong bì ở trên đường. Rồi khi đó có người sẽ nhặt lại và đòi, sau đó là có một người khác chạy đến nói rằng cái ví của họ, vân vân đó, rồi bắt đền bạn, sau đó báo công an. Rồi còn hàng loạt các chiêu thức lừa đảo tinh vi khác mà chúng ta không thể lường trước được. Do đó, để không vướng vào những cái tình huống nguy hiểm thì đừng nên nhặt bất cứ cái đồng tiền nào hay là ví nào, phong bì nào rơi trên đường đó. Thứ hai là trang sức phong thủy bằng đá quý cũ. Thưa quý vị, đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy thì cũng có nhiều cái tác dụng tốt cho con người. Hơn nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi cái vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những cái món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc là làm bùa hộ mệnh, hoặc là làm trang sức phong thủy để trợ vận, tài lộc, trợ tình duyên hay là sự nghiệp. Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ cái sinh khí của chủ nhân. Chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian ấy, thì cái món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích lũy cả cái cát khí và cái hung khí, mang cái năng lượng cũng như cái tâm niệm và cái tai ương của người chủ cũ. Chính vì cái lẽ đó mà người ta thường chỉ mua cái đồ trang sức đá quý mới, chứ hiếm khi người ta mua đồ cũ, vì sợ rằng sẽ mang những cái điểm xấu của chủ cũ lây sang cho mình. Hạn chế mang cái đồ trang sức đá quý cũ vào nhà các bạn nhé, trừ khi nó được làm sạch sẽ hoặc là giải trừ những nguồn năng lượng xấu đã tích tụ ở đó bằng cái việc là tẩy uế khai quang thì quý vị mới nên nhặt. Thứ ba là gương bị nứt, bị vỡ. Thưa quý vị, gương vỡ hay là nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả khi mà nó cũng có một cái vết nứt nhỏ. Theo phong thủy thì cũng là điều không tốt. Đến gương nhà mình bị nứt thì cũng không giữ lại, chứ đừng nói là gì cái chuyện gương bị nứt rơi mà chúng ta lại lấy mang vào nhà. Đây là cái món đồ theo phong thủy không mang lại cái điều tốt lành. Đấy. Xưa kia chiếc gương được coi là cái vật không thể thiếu của những cô gái đến tuổi kết hôn, đến tuổi trưởng thành. Nó như là một cái bùa hộ mệnh dùng để bảo hộ vệ cái nhan sắc cũng như là tình duyên và cuộc sống hôn nhân của họ.
Khi chiếc gương bị nứt hay bị vỡ thì cũng đồng nghĩa với những cái thứ đó nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn lành, không dùng được nữa thì người ta thường gói vào một cái khăn đỏ và tẩm ít muối rồi đem vứt. Đấy. Thì mới có thể giữ được cái sự bình an cho chính bản thân mình. Thứ tư là cành lá cây cổ thụ. Thưa quý vị, đầu năm ấy, nhiều người có thói quen là đi hái lộc. Nhưng nếu mà làm cái việc đó thì các bạn phải nhớ tìm đến những cây nhỏ với cái tán lá là không quá rộng. Hái lộc đó thì mới an lành. Cây to, cành lá tùm thì lộc thường là xanh tươi, mướt mát. Nhưng theo quan niệm của dân gian ấy, cây càng to, càng cổ thụ mà lại còn gần đỉnh đền miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc thì cũng gì dễ rước vong vào nhà. Thứ năm là ảnh của những người đã mất, không thân thích. Thưa quý vị, theo quan niệm tâm linh thì mỗi một tấm ảnh đều chứa một cái phần linh hồn của chủ nhân. Nếu mà cái người trong ảnh không phải là những người thân thích của bạn thì tốt nhất không nên giữ ở trong nhà khi mà người ấy đã mất. Người lạ, người không quen ấy, không biết mà các bạn lại đem ảnh của họ về thì cần phải cẩn thận, sẽ bị ám qua bức ảnh kia. Thứ sáu là cái hòn đá ven đường. Ngày nay thì nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí trong cái khung cảnh sân vườn nhà mình, cũng như là trang trí ở trong nhà cho đẹp. Nhưng theo quan niệm phong thủy, đây là cái hành động mà các bạn cần phải cẩn trọng. Bởi cái hòn đá ven đường thì không phải là những thứ mà bạn có thể tùy tiện mang vào nhà. Thời xưa thì những xác chết vô chủ, không người thân thích thì thường được đem chôn ngay bên ven đường, bên ven sông. Người ta chôn làm phúc nên là cũng chẳng được kỹ càng. Có khi ấy, dùng chính những cái hòn đá, hòn sỏi nhìn thấy xung quanh để lấp. Vì thế, cái hòn đá bình thường mà bạn thấy bên đường ấy, có thể chính là những hòn đá được dùng để làm cái việc đó. Có thể nó sẽ mang lại một cái nguồn năng lượng xấu. Nó sẽ mang theo cái vong hồn của người đã chết. Điều đó mà lý giải tại sao mà người ta khuyên các bạn rằng không nên tùy tiện nhặt những viên đá ven đường mang về nhà mình. Thứ bảy là sợi dây thừng. Quý vị thân mến, trong nhà có người chết vì treo cổ ấy, thì khi lấy tử thi xuống ấy, người ta thường là đốt cái sợi dây đó ngay. Đây là cái câu chuyện có thật. Nếu mà nhà nào có người treo cổ chết nhưng không đốt sợi dây đó thì sau thường 6 tháng đến 1 năm thì nhà đó lại có người treo cổ đúng ngay cái vị trí ấy. Chính vì thế mà nó được coi là cái sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt đi thì nó vẫn còn luẩn quẩn trong nhà, và cứ mỗi năm lại gì thằng có người thay phiên nhau mà chết. Thứ 8 là điện thoại tai nghe. Thưa quý vị, đang đi đường mà thấy một chiếc điện thoại rơi ngay trước mắt thì hãy bỏ đi. Đừng quan tâm đến cái điều đó, vì gì nó có đắt tiền hoặc là xịn đến mấy đi chăng nữa. Bởi chỉ cần nhặt lên thôi là chúng ta đã phải có trách nhiệm với nó. Nếu là người tốt bụng thì có thể trả lại người mất được. Nhưng nếu vì lòng tham mà giữ lại làm của riêng cho mình ý, không chừng sẽ bị người làm mất tố cáo về cái hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép và phải lên phường làm việc với cảnh sát. Bên cạnh điện thoại thì cái tai nghe cũng là cái thứ bạn không nên nhặt. Tai nghe thoạt nhìn có vẻ chẳng có nguy hiểm gì. Nhưng các bạn hãy nghĩ đơn giản là nếu một chiếc bàn chải đánh răng ý, hay là một cái khăn tắm cũ của ai rơi ý, thì các bạn có nhặt về hay không? Tai nghe cũng vậy. Đó chính là cái vật dụng cá nhân chỉ nên thuộc về người sở hữu mà thôi. Nếu nhặt về dùng sẽ rất là mất vệ sinh, lây nhiễm bệnh. Quý vị hãy vì sức khỏe của bản thân mà lờ đi chiếc tai nghe đó. Thưa quý vị, đó là những cái vật đại kỵ mà chúng ta không nên nhặt đem về nhà cái thời điểm Tết Nguyên Đán đó. Quý vị thân mến, nhặt cái đồ vật về nhà là cái chuyện không nên làm. Vậy còn bắt gặp tiền bạc ở giữa đường thì chúng ta có nên nhặt hay không? Nhiều người có thói quen ấy, cứ thấy tiền rơi trước là nhặt. Đấy, mừng rỡ, vội vàng nhặt ngay. Dù đó là tiền của đám ma hay là tiền của một cái người kém may mắn nào đó đánh rơi và gì đang hốt hoảng tìm kiếm. Vậy soi chiếu theo cái góc độ tâm linh, nhặt được tiền có ý nghĩa như thế nào? Là cái điềm báo tốt lành hay là xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông. 1. Nhặt được tiền đầu năm là may hay là rủi? Quý vị thân mến,
Nhiều người quan niệm nhặt được tiền vàng rơi sẽ mang lại điều xui xẻo. Tuy nhiên, quan niệm của người xưa ấy, thì nếu mà đầu năm mà nhặt được tiền rơi, cho dù là lớn hay là nhỏ, thì đều cũng là cái điểm may mắn. Đối với các trò may rủi như là lô tô bầu cua, thì nói chung là quý vị có thể chơi để gì thử cái vận may của mình. Nếu bạn may mắn thắng vài ba ván thì đó là cái điểm lành, nên giữ lại để gì giữ cái vận may cho mình. Nếu mà thua thì bạn cũng đừng nên tiếp tục, để gỡ gạc, biết dừng đúng lúc để tránh mất mát nhiều hơn. Nhặt được tiền rơi đầu năm là cái điểm may mắn, nhưng nếu số tiền lớn thì tốt nhất là các bạn nên trả cho chủ nhân. Đấy, để cho gì trả lại người đánh mất, bởi vì họ cũng đang rất là lo lắng. Tại vì đây là một cái việc làm tốt ấy, rất được khuyến khích. Làm một việc tốt đầu năm sẽ nhận được cái sự an lành, may mắn, và cái việc này nó còn tốt hơn cả vạn cái điểm lành. Thứ hai là có nên nhặt tiền rơi của người chết ở đám tang hay không? Thưa quý vị, người xưa thì không hề có quan niệm về chuyện giải tiền thật trong cái đám tang. Mãi về sau một số người có tiền mới làm ra cái việc này, rồi có người học theo và lầm tưởng đó là cái phong tục tập quán, mong muốn được những cái điều tốt đẹp cho những người đã khuất của nhiều người là hoàn toàn là đúng đắn. Nhưng mọi người không biết rằng cái việc giải tiền là không nên làm. Nó không chỉ gây lãng phí mà còn khiến cho những người đi đường gặp nguy hiểm, gây ra mất mỹ quan đô thị. Cái hiện tượng này không chỉ xảy ra ở những nơi có vụ tai nạn giao thông gây chết người, mà nó còn ở những đám ma, đám cưới hay là đám rước. Người ta quan niệm làm như vậy thì sẽ may mắn và thuận buồm xuôi gió. Khi có người thân chết đi thì họ thường dùng cái thỏi vàng mã, tiền xu để giải dọc đường với cái mục đích là phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá, không bắt nạt vong hồn người mới mất và đánh dấu cái đường đi cho linh hồn người chết biết đường về nhà. Với cái mục đích này thì người thân của người chết ấy sẽ gì giải các thỏi vàng dọc đường và rất nhiều ở các ngã ba, ngã tư để vong hồn người chết chú ý không bị lạc đường. Về thực tế thì đây là một cái biện pháp trấn an về mặt tâm lý, nhưng mà cũng không có một cái ý nghĩa nào quá lớn cả. Cái việc giải tiền thật hay là tiền vàng ấy, nó chỉ là cái nghi thức tín ngưỡng của dân gian đối với cái thế giới tâm linh của người âm. Cho dù chúng ta giải tiền thật thì về thế giới bên kia nó cũng sẽ là tiền giả. Đồng tiền thật thì vẫn cho người chết, tuy nhiên cái mệnh giá nhỏ, nhưng mà không nên ném ra đường như vậy. Chúng có thể gây ra những hậu quả khó lường trước được và sẽ gây ra những tai nạn giao thông cho những người nhặt. Trên thực tế, vì mà nhặt những đồng tiền thả ra từ các đám tang ấy mà đã có người bị gì, bị những tai nạn, thậm chí là bị tử vong. Chúng ta nên thận trọng trong đồng tiền của quốc gia, vận động mọi người không nên vứt bỏ tiền giấy. Bên cạnh đó, các sư thầy, các chuyên gia về Phật giáo cũng nói rằng đấy, nói chung ấy, trong đạo Phật thì không chủ trương về việc giải tiền vàng trong các đám tang. Các gia đình bình thường ấy, thường mời các thầy về làm lễ, nhưng mà cái việc làm lễ đó thì không hề nói tới cái chuyện là giải vàng mã cũng như là bày vẽ các lễ vật tốn kém. Việc giải vàng mã thực sự là một cái hủ tục, nó gây phung phí và phá hoại cái môi trường. Mọi người thay vì tốn kém vào cái việc giải vàng mã thì nên nghĩ đến cái chuyện làm những cái việc thiện có ích hơn cho những người khác. Việc thả tiền ở đám tang hay là những cái nơi mà xảy ra những cái tai nạn ấy, có người chết ấy, đôi khi tạo nghiệt và gây họa thêm cho những người khác. Người nhặt tiền không biết có bị xui xẻo hay không, nhưng mà cái việc cố chạy ra nhặt tiền bất chấp cái an toàn ấy, có thể xảy ra dù cho mệnh giá tiền rất là thấp. Thứ ba là lượm nhặt tiền vàng khi đi ngoài đường. Sở dĩ người xưa có quan niệm trên ấy, bởi vì tiền lẻ hoặc tiền xu ở ngoài đường ấy, thực chất là không phải là tiền ấy rơi, mà hầu hết là những món tiền được người ta cố ý vứt lại. Đấy. Khi gặp cái vận xui liên tục trong công việc, học hành hay là trong tình duyên, thì người ta cũng phải tiến hành dâng sao giải hạn, cúng đổi mệnh. Tiền mặt là một trong những vật quan trọng đấy trong cái lễ vật thờ cúng đó. Các thầy phong thủy cho rằng cái đồng tiền đó dùng để mua chuộc được ma quỷ để chúng không tiếp tục quấy phá và ám vận nữa. Sau khi cúng thì vứt đi, đồng nghĩa với cái việc những cái điều xui rủi cũng được rũ bỏ theo cái số tiền này. Nếu như mà người đi đường không biết mà nhặt phải ấy, thì sẽ tự rước lấy cái vận xui mang vào người. Chưa kể là mang cái số tiền này về nhà ấy, thì rất có thể sẽ bị ám vận lên cả gia đình. Vì những cái lẽ trên ấy,
Dù có thấy tiền rơi ngoài đường thì các bạn cũng không bao giờ được nhặt chúng lên, càng không được dùng chúng cho những cái mục đích cá nhân, nếu không tai họa cũng sẽ rất dễ bị ập đến. Thứ tư, ý nghĩa thực tế của việc nhặt tiền là tốt hay xấu? Thưa quý vị, tôi dám cá rằng chúng ta thì ai cũng ít nhất một lần nhặt được tiền hoặc là những cái thứ có giá trị trên đường và tạm thời bỏ túi. Tự nhủ rằng mình sẽ gặp phải cái điểm lành, gặp được nhiều cái may mắn và mình phải giữ lấy nó. Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ rằng cái tiền đánh rơi đó trên đường lại rất quan trọng với cái người đánh mất hay không? Đó có thể là tiền của những bạn sinh viên vừa mới lấy tiền làm thêm, hoặc là của những người công nhân đấy đang mang tiền về quê, hoặc là của một cụ bà bán rau nào đó, bán vé số nào đó đã vất vả về lo cho chồng con chữa bệnh, vân vân. Đó. Cái hành động nhặt được của rơi trên đường và bỏ luôn vào túi của mình ấy, thực sự là không thể nào chấp nhận được. Nó khiến cho chúng ta trở nên tham lam, ích kỷ, không có nhân cách, hay là thậm chí trở thành nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người khác. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những thứ tuyệt đối không nên nhặt về nhà và nhặt được tiền rơi thì có tốt hay không. Quý vị thân mến, các cụ nhà ta có nói rằng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Vì thế, Tử Thông xin đưa ra một số cái lời khuyên thật lòng và mong rằng mọi người sẽ thấy của rơi trên đường và nếu mà có thể nhặt được ấy, thì cũng hãy trả người đánh mất. Còn nếu không ấy, thì cứ hãy xem như mình chưa thấy. Biết đâu cái điều đó sẽ giúp cho các bạn thoát khỏi những cái xui xẻo không đáng có. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. 13 vị trí treo đồng hồ khiến bạn nghèo sơ sát, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, hầu hết mỗi gia đình đều treo ít nhất một chiếc đồng hồ với mục đích để xác định thời gian hay là trang trí cho nhà cửa được trang hoàng, được đẹp đẽ hơn. Theo quan niệm của phong thủy phương Đông thì tất cả đồ vật có thể chuyển động đều sẽ ảnh hưởng đến tổng thể cái phong thủy của ngôi nhà. Chẳng hạn như chiếc kim đồng hồ luôn chuyển động không ngừng cũng vậy. Vì thế, nếu để ở cái vị trí phù hợp, nó sẽ giúp cho gia đình có thêm hạnh phúc, ăn nên làm ra, tấn tài tấn lộc. Để sai vị trí, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh, sức khỏe cũng như là tài lộc của cả gia đình, khiến cho gia chủ bị tán gia bại sản, làm quần quật mãi mà vẫn nghèo sơ sát. Vì vậy, quý vị hãy đặc biệt lưu ý. Sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay 13 vị trí đại kỵ treo đồng hồ. Thưa quý vị, cũng giống như không tranh, ảnh hay là một số các vật dụng trang trí khác, đồng hồ treo tường cũng được nhiều người ưa thích và lựa chọn để trưng bày trong cái ngôi nhà của mình, với công năng là giúp chúng ta xem giờ giấc hàng ngày, lại vừa giúp cho tăng cái tính thẩm mỹ của ngôi nhà lên, của không gian, cái phòng khách cũng như là phòng ngủ. Nó cũng tạo nên cái không gian sang trọng và tinh tế cho căn phòng. Chính vì thế, từ lâu nay, đồng hồ treo tường đã trở thành một cái vật dụng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Để tiện theo dõi thời gian, thông thường người ta treo đồng hồ ngay tại phòng khách, nơi chính giữa của ngôi nhà hay là phòng ăn và đôi khi là phòng ngủ. Quen thuộc là như vậy, thế nhưng cái việc treo đồng hồ làm sao ấy cho đúng ấy, và liệu các bạn có biết hay không, thì chúng ta thường không để ý đến các vị trí treo chúng mà thường treo một cách tùy hứng, tiện đâu thì treo đó. Nhưng các bạn không biết rằng cái sự vô tình ấy lại đem đến những cái thay đổi không hề nhỏ đến cái hạnh phúc gia đình cũng như là đến tiền tài danh vọng của gia chủ. Lựa chọn được một cái vị trí và cái hướng treo đồng hồ cũng cần phải tuân theo những cái nguyên tắc nhất định trong phong thủy. Có như vậy thì gia đình bạn mới được yên ấm, bình an, hạnh phúc và đón nhiều cái may mắn tài lộc. Kim đồng hồ treo tường cũng luôn chuyển động tuần hoàn liên tục, đều đặn và không ngừng. Theo quan niệm của phong thủy, tiếng kêu nhịp nhàng của chiếc đồng hồ ấy cũng sẽ giúp cho ngôi nhà tăng thêm cái nguồn sinh khí tốt lành. Trong khoa học phong thủy phương Đông, mọi đồ vật chuyển động trong nhà thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái phong thủy của ngôi nhà đó. Đó là thể hiện những cái tác động tích cực làm sinh sôi cái vận khí hay là ngược lại. Do đó, treo đồng hồ trong nhà cũng cần phải tuyệt đối chú ý tránh những cái điều cấm kỵ sau đây. 1. Không treo đồng hồ trên cửa sổ. Thưa quý vị, cửa sổ là một trong những cái vị trí không được treo đồng hồ
Theo quan niệm của người xưa ấy, chữ rỗng trong đồng hồ theo tiếng Trung ấy, là có nghĩa là kết thúc. Vì vậy nếu treo đồng hồ trên cửa sổ thì mọi nguồn năng lượng vào trong nhà thì sẽ bị chặn lại. Gia chủ sẽ luôn trong cái cảnh hỗn loạn và cảm thấy là thời gian nó trôi đi vùn vụt, nằm ngoài cái tầm kiểm soát, áp lực vì thế mà cũng sẽ dâng cao. Thứ hai là không treo trong phòng ngủ hoặc là trên đầu giường. Không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ hoặc là phòng làm việc vì dễ gây cho gia chủ những cái suy nghĩ tiêu cực, tạo cái cảm giác áp bức và dễ gây ra hiện tượng stress căng thẳng. Nếu mà bắt buộc phải treo thì nên chú ý về cái hướng treo đồng hồ cho nó phù hợp với cái phong thủy. Gia chủ tuyệt đối không treo đồng hồ trên đầu giường vì nó sẽ tạo ra cái không khí buồn bã, ảm đạm. Đồng thời cái tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm tối cũng sẽ khiến cho người gia chủ đã khó ngủ lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Thêm vào đó, cái sát khí do cái đồng hồ nó tạo ra nó cũng sẽ gây ra những cái áp lực không hề nhỏ lên cái vận may của gia chủ. Vì thế, quý vị hãy chỉ nên đặt đồng hồ nhỏ bên cạnh giường thôi chứ không nên treo đồng hồ ở trên đầu phòng ngủ. Thứ ba là tránh để đồng hồ quay vào trong nhà. Thưa quý vị, đồng hồ có thể khiến cho cái không khí trong phòng nó lưu động, khiến cho căn phòng nó trở nên tràn đầy sức sống. Do vậy, cần phải đặt đồng hồ ở hướng phía ban công hoặc là gì ra hướng cửa là tốt nhất. Nếu như trong phòng không có người, đồng hồ có thể kéo đi những cái luồng sinh khí tĩnh, đem lại những cái nguồn linh khí may mắn cho gia chủ. Thứ tư, không treo ngay trên chiếc ghế sofa. Thưa quý vị, trong phòng khách thường có ghế sofa hoặc là cái bàn uống nước ấy, chúng ta không nên treo đồng hồ ở cái phía sau ghế, đúng không ạ? Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới những người ngồi ở trên ghế, bởi sẽ bị cái áp lực lớn về cái tâm lý đôi khi ấy, do không cẩn thận có thể bị rơi trúng đầu. Ngoài ra cái vị trí này còn mang cái điểm xấu đến sức khỏe của người trong nhà. Thứ năm, kiêng kỵ treo đối diện với cửa chính. Quý vị thân mến, phòng khách thường là cái phòng chính ngay mà khi chúng ta bước chân qua cửa vào. Do vậy, khi treo đồng hồ kiêng kỵ để đối diện với cửa chính, kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện. Bởi vì những cái nơi này có sát khí nó chuyển tới, còn chiếc đồng hồ có tác dụng là gì? Chống sát. Hai cái vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Nên là đặt đồng hồ ở một bên sẽ tránh được cái xui xẻo đó. Thứ sáu, không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà và kích thước cũng không nên quá lớn. Gia chủ cũng không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà vì như vậy ấy, sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị rối loạn cái không khí, rối loạn cái không gian sống. Các thành viên trong gia đình dễ gặp nhiều cái rắc rối phiền toái, chỉ nên treo một hoặc hai chiếc đồng hồ trong nhà. Nếu như các bạn có nhiều nhu cầu hơn thì có thể dùng chiếc đồng hồ nhỏ để trên bàn. Đồng hồ với kích thước quá lớn cũng sẽ gây ra cái cảm giác nặng nề và mệt mỏi vì đồng hồ chỉ thời gian là những cái gì đã trôi qua, biểu hiện cho quá khứ. Đồng hồ quá to sẽ nuốt mất cái không gian sống trong phòng đấy, khiến cho cái phòng nó trở nên là bị tách, bị ngột ngạt, bị bí bách. Thêm vào đó, tiếng tích tắc của đồng hồ cũng sẽ gây ra những cái áp lực khủng khiếp hoặc là gì, đặc biệt là vào ban đêm. Thứ bảy, không treo hai đồng hồ trong cùng một phòng. Thưa quý vị, người xưa thường nói một nước không thể có hai vua. Theo phong thủy thì treo hai đồng hồ cũng vậy. Một căn phòng không nên có hai chiếc đồng hồ, bởi chiếc đồng hồ có pháp khí giống như là một vị vua. Nếu mà treo từ hai chiếc, gây ra trong nhà cái môi trường nó không ổn định. Gia chủ sống trong căn nhà đó cũng có quá nhiều cái... Gia chủ sống trong căn nhà mà có quá nhiều đồng hồ cũng sẽ gặp nhiều cái rắc rối trong cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của gia chủ. Thứ 8, không treo đồng hồ ở đầu hay là cuối giường. Treo đồng hồ tại đầu giường cũng tựa như là cái việc là cầm cái tấm bia đặt ở phần mộ, mang ý nghĩa là đối nghịch với cái sự trường thọ vĩnh cửu. Không chỉ vậy, tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm cũng sẽ khiến cho các bạn khó ngủ, lại càng rối loạn hơn. Cái sát khí do kim đồng hồ nó tạo ra nó cũng sẽ gây ra những cái áp lực không nhỏ lên cái vận may của gia chủ. Trong phòng làm việc, bức tường phía trên cái bàn làm việc ấy cũng không nên treo đồng hồ. Còn cái vị trí khác có thể treo cũng không mang lại những cái ảnh hưởng xấu nào cả. Thứ 9, không nên chọn đồng hồ có hình thù kỳ lạ. Không nên chọn những cái chiếc đồng hồ có cái góc
nhọn hay là hình thù kỳ quái, sắc nhọn. Tức là cái góc nhỏ của nó lớn hơn phải lớn 45 độ đúng không ạ? Bởi như vậy sẽ rất dễ gây ra những cái bất lợi, gây ra những cái sát khí, ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự là di chuyển của cái nguồn năng lượng tốt trong nhà. Cũng không nên bài trí đồng hồ hướng vào những cái thứ mà giống như cái hình dáng của cái nỏ hoặc là gì, cái hình bát quái. Như vậy sẽ gì, nó khiến cho tinh thần của gia chủ bị ức chế, bị bất lợi, bị bực bội, vân vân. Đó. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì đồng hồ là tượng trưng cho cái sự trôi chảy của thời gian, đối nghịch với cái sự trường thọ vĩnh cửu. Vì vậy các bạn có thể đặt nó ở những nơi không quan trọng, ở trong những cái vị trí đặc biệt ở trung tâm, nó thu hút quá nhiều cái sự chú ý hay là tầm nhìn của mọi người. Đặc biệt các bạn cũng không nên chọn đồng hồ làm cái quà tặng cho người khác, nhất là với những người cao tuổi. Và lý do tại sao lại không được tặng đồng hồ cho người cao tuổi, trong phần tiếp theo của chương trình, Tử Thông sẽ tiếp tục lưu ý cùng quý vị và các bạn về những nguyên tắc treo đồng hồ đúng hướng theo tuổi và theo mệnh của gia chủ, cũng như là một số cái quan niệm phong thủy rất là ý nghĩa xung quanh chiếc đồng hồ. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cách đặt đồng hồ đúng hướng theo tuổi của gia chủ. Thưa quý vị, theo các bậc thầy phong thủy cũng có chú ý về cái vị trí đặt đồng hồ như sau. Thứ nhất là tuổi Tý. Tuổi Tý nên treo đồng hồ ở bên bức tường hướng đông bắc. Đó. Những người tuổi Sửu thì nên treo đồng hồ ở bức tường cái hướng bắc. Những người tuổi Dần treo đồng hồ ở điểm hướng bắc và trên bức tiền tường hướng bắc. Những người tuổi Mão nên treo đồng hồ ở cái phía tây bắc của bức tường hướng tây. Những người tuổi Thìn thì treo đồng hồ ở chính giữa cái bức tường hướng đông ở trong cái phòng riêng của mình. Những người tuổi Tỵ thì cần có đồng hồ treo ở phòng là được, không cần phải quan trọng chọn hướng. Đặc biệt nếu mà chọn được cái đồng hồ đẹp ở phòng khách thì sẽ là tốt nhất. Tiếp theo, những người tuổi Ngọ thì nên treo đồng hồ ở góc phía tây nam của bức tường hướng nam hoặc là góc tây nam của bức tường hướng tây trong phòng riêng. Tuổi Mùi thì nên treo đồng hồ ở chính giữa của bức tường hướng nam của phòng riêng. Tuổi Thân thì nên treo đồng hồ ở góc phía đông nam của bức tường phía nam đấy. Tuổi Dậu thì nên treo đồng hồ ở phía đông nam của bức tường phía nam trong phòng riêng của mình. Tuổi Tuất thì nên treo đồng hồ ở chính giữa cái bức tường hướng đông trong phòng riêng. Tiếp theo là tuổi Hợi thì nên treo đồng hồ ở góc phía đông bắc hoặc là của bức tường hướng đông trong phòng riêng của mình. Thưa quý vị, những nơi sinh hoạt chung trong gia đình thì nên treo đồng hồ dựa vào năm sinh của gia chủ như trên ấy, thì ta có thể có những cái vị trí treo đồng hồ khác để có thể thay thế tùy ý mà gia chủ cảm thấy là thuận tiện hơn. Nếu như mà quá bất tiện thì có thể lựa chọn theo năm sinh của các thành viên khác trong nhà để đảm bảo cái tính phong thủy cũng như là sự thuận tiện cho gia chủ. Một số cái ý nghĩa của đồng hồ mà chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà treo. Thứ nhất là theo cái quan niệm phong thủy và truyền thống văn hóa thì người ta không đánh giá đồng hồ là cái điều tốt lành, vì đồng hồ là cái sự thể hiện của thời gian và chúng đại diện cho những cái gì đã trôi qua. Đồng hồ còn có kích thước càng lớn thì lại càng biểu hiện cho sự to lớn của thời gian, của quá khứ. Trong quan niệm xưa, người ta coi đồng hồ đồng nghĩa với cái chết. Đó là lý do mà những chiếc đồng hồ có kích thước lớn thường được dùng trong cái việc trang trí và biểu hiện cái áp lực và cái chết. Vì vậy, trong phong thủy, nó không phải là những điều tốt đẹp lắm. Thứ hai là người xưa quan niệm rằng nếu như mà một chiếc đồng hồ bị chết thì sẽ có ai đó cũng sẽ qua đời. Thực tế đã có nhiều trường hợp có chiếc đồng hồ nói chung là có thời gian tồn tại lâu đời gắn liền với chủ nhân của mình đã ngưng hoạt động khi mà chủ nhân của nó qua đời. Nó cũng không còn hoạt động trở lại nữa. Có thể nhiều người cho rằng đây là những cái chuyện bịa đặt, nhưng mà thực tế thì nó cũng đã xảy ra rồi và quý vị có thể chiêm nghiệm. Thứ ba là trong phong thủy đòi hỏi cái sự cân bằng mọi thứ. Quý vị thân mến, trong phong thủy một khi mà chiếc đồng hồ có kích thước quá lớn thì có nghĩa là nó sẽ gặp những khó khăn nhiều trong việc kiểm soát thời gian. Nếu như bạn treo một chiếc đồng hồ như vậy thì sẽ khiến cho các bạn cảm thấy áp lực và làm nhiều việc hơn trong ngày. Các bạn sẽ cảm thấy bản thân mình không thể quản lý được thời gian, hoặc là thời gian cứ tuột qua khỏi tay các bạn. Các bạn thậm chí còn có thể cảm thấy là mệt mỏi và chán nản nữa. Thứ tư
là đôi lúc một chiếc đồng hồ còn có thể là xử lý một số cái nguồn năng lượng xấu trong phong thủy. Mặc dù đồng hồ không được ủng hộ trong phong thủy, nhưng mà trong một số trường hợp ấy, thì đồng hồ lại rất có ích để xử lý những nguồn năng lượng xấu trong phong thủy. Thưa quý vị, trong phong thủy thì chúng ta biết trong huyền không vi tinh ấy, thì có hai cái sao, đó là sao số 2 là sao nhị hắc và sao số 5 là sao ngũ hoàng. Đúng không? Thì đây là hai cái sao nó thuộc hành thổ, là hai cái nguồn năng lượng xấu về thời gian. Khi mà hai cái nguồn năng lượng này kết hợp với nhau ấy, thì nó trở nên mạnh mẽ, thì các bạn cảm thấy là lo lắng về cái sự ảnh hưởng của nó. Lúc này một chiếc đồng hồ hoặc là một chiếc chuông hoặc là chiếc đồng hồ quả lắc ấy chính là cái phương pháp hóa giải tốt nhất để tránh ảnh hưởng làm hao mòn cái năng lượng xấu của nó. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ quả lắc còn có thể là bằng cái sự chuyển động của mình mà giúp kích hoạt cái nguồn năng lượng tốt của ngôi nhà các bạn. Còn cái tiếng chuông đồng hồ sẽ cung cấp cái nguồn năng lượng mới cho không gian nhà ở. Nếu như các bạn ở khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái nguồn năng lượng xấu về thời gian ấy, thì đồng hồ sẽ giúp cho quý vị và các bạn làm tiêu tan những cái nguồn năng lượng xấu đó và kích hoạt những cái nguồn năng lượng tích cực lên. Các bạn hãy nhớ rằng kim sinh thủy và nó có ý nghĩa là đại diện cho cái sự thịnh vượng, sự giàu có. Vì thế một chiếc đồng hồ trong nhà sẽ là rất tốt trong một số cái trường hợp nhất định. Nhưng để đảm bảo được cái điều đó thì quý vị phải treo cái đồng hồ theo đúng cái phong thủy đã. Dưới đây là một số điều nên làm khi chúng ta bài trí đồng hồ trong phong thủy nhà ở. Các bạn nên sử dụng đồng hồ chuông hoặc là đồng hồ quả lắc để kích hoạt cái ngôi sao số 1 sao nhất bạch, ngôi sao của những cái cơ hội thành công và của những cái chiến thắng trên con đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng có sử dụng một chiếc đồng hồ chuông để làm tiêu tan cái ảnh hưởng của sao nhị hắc và cái sao ngũ hoàng. Thì đây là hai ngôi sao chuyên gây ra tai họa. Bên cạnh đó, quý vị cũng tránh đồng hồ quá khổ hoặc là thống trị cái không gian trong căn phòng. Trong phong thủy học cơ bản thì nói chung ấy là đồng hồ quá to thì cũng không tốt cho gia chủ. Bạn nên treo đồng hồ ở hành lang phòng khách ngoài nhà bếp, như thế nó sẽ đúng với cái vị trí phong thủy của đồng hồ. Nếu như các bạn treo đồng hồ trong phòng ngủ thì các bạn nên đảm bảo cái đồng hồ treo ở gần phòng ngủ ấy có kích thước nhỏ và không quá sáng. Nếu nó là một chiếc đồng hồ điện tử thì các bạn nên để chuông đồng hồ báo thức bằng cái âm thanh trong sáng và tích cực mà các bạn yêu thích. Các bạn nên treo đồng hồ ở những cái vị trí mà cảm thấy nó không tạo cho mình những cái áp lực khi thấy nó. Bên cạnh đó thì các bạn nên treo một chiếc đồng hồ hướng Tây và hướng Tây Bắc ở cái góc phía Bắc của ngôi nhà và phòng khách. Thì đây là cái hướng treo đồng hồ theo phong thủy là thích hợp nhất. Quý vị thân mến, hy vọng những cái mẹo treo đồng hồ mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn về cái việc bài trí và sắp xếp cái đồng hồ trong nhà sao cho đúng và hợp phong thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.